chúng tôi giảng tiếp Thiền sư Việt Nam. Hôm nay đến Thiền sư Tịnh Lực, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô tên Trạm, quê ở Cát Lăng, Ngũ Bình. Khỏi nhỏ, sư rất thông minh, lớn lên càng giỏi về văn chương, nghệ thuật và chữ viết. Sư gặp Thiền sư Đạo Huệ, thầy trò tương ưng như cây kim hạt cải, tâm dừng nơi cảnh Phật, mặt cỏ, ăn cây, phước huệ song tu. Trải qua nhiều năm, giữ tâm càng vững chắc. Thiền sư Đạo Huệ bảo, tâm ấn của chư Phật, ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Sư thưa, đã nhờ thầy chỉ dạy, con phải trụ nơi nào? Đạo Huệ bảo, chẳng cần đi xa, nên ở Vũ Ninh là tốt. Đây là một đoạn nói về Thiền sư Tịnh Lực. Ngài đến ở với Thiền sư Đạo Huệ, mà đây dùng cái từ là thầy trò tương ưng như cây kim hạt cải đó. Bởi vì hồi xưa nói rằng cây kim để gần hạt cải để nó hút nhau, thì thầy trò do cái tâm thầy và cái tâm trò hợp nhau cho nên gọi là tương ưng như cây kim hạt cải. Mà khi Ngài chịu ở tu hành với thầy thì Ngài mặc cỏ, ăn cây, phước huệ song tu. Cái chữ mặc cỏ, ăn cây đây thì quý vị nên hiểu, mặc thì mặc áo kết bằng lá cây, bằng cỏ. Ăn cây là ăn những rau cải chứ không có ăn những thứ khác. Ngài tu cả phước và cả huệ. Phước là từ bi, huệ là trí tuệ. Từ bi trí tuệ đầy đủ. Trải nhiều năm như vậy mà tâm càng vững chắc. Cho nên Thiền sư Đạo Huệ bảo, tâm ấn của chư Phật ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Như vậy thì tâm ấn của chư Phật tự ông nhận, ông thấy, chứ không phải từ ai mà trao cho được. Cái đó tự mình nhận ra, tự mình biết được, chứ không phải Phật cho, không phải tổ cho, cũng không phải thầy cho, phải không? Bây giờ tất cả quý vị tu mà quý vị nhận được bản tâm mình thì đó là cái công phu của quý vị, qua lời nhắc nhở chỉ dạy của quý thầy rồi tự nhận, chứ quý thầy không có cái gì cho hết, phải không? Nếu là của cho thì cái đó là cái bên ngoài, mà bên ngoài được rồi sẽ mất. Chính cái của chính mình đó nó mới không có mất. Vì vậy mà nói ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Bây giờ tới cái chỗ trụ thì thầy dạy nên trụ ở Vũ Ninh. Sư vâng lời thầy, thẳng lên núi cách một am cỏ tên là Vương Trì, làng Cương Việt, Vũ Ninh, rồi trụ trì nơi đây. Trong 12 giờ sư lễ Phật sám hối, được niệm Phật Tam Muội. Bấy giờ tiếng nói của sư trong vắt như tiếng Phạm Thiên. Sư thường giảng kinh Viên Giác, nghĩa lý chỗ nào chẳng ổn, đích thân sư cả chính. Thời nhân bảo trong miệng sư có chất thư hoàng. Thư hoàng là một khoáng chất có màu vàng đỏ, dùng nó tán nhỏ hòa nước mực để bôi những chữ viết lầm. Câu này dùng chỉ người có tài biện bác, lỡ nói sai sửa được ngay, như trong miệng sẵn có thư hoàng. Đến niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ hai 1175, một hôm sư cáo bệnh, nhóm môn đồ dạy: các ngươi tất cả người học đạo
lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì khác hơn chỉ cầu dứt được các nghiệp ác. Tâm miệng niệm tụng tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng gần thiện tri thức, nói ra lời hòa nhã, nói phải thời đúng lúc, trong tâm không khiếp nhược, liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động, quán tất cả pháp vô thường vô ngã, vô tác vô vi, nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Nay phần quá duyên của ta đã xong. Nói rồi ngài để bài kệ: Tiên tuy ngôn kiết hậu ngôn hung, tự thị thái tổ quý bất tùng, vi ngộ kiến long vi Phật tử, hốt tao thử sức địch vô cùng. Nghĩa là trước tuy nói kiết, sau gọi hung, từ đời thái tổ kiên chẳng tùng, vì thấy rồng lên làm Phật tử, chợt trong chuột hiện lặng vô cùng. Đó, đây là cái đoạn rất là quan trọng của ngài. Nên sau khi ngài trụ trì ở một cái am cỏ trên Vương Trì, làng Cương Việt, Vũ Ninh, thì trong 12 giờ sư lễ Phật sám hối, được niệm Phật tam muội, tức là được chánh định. Bây giờ tiếng nói của sư trong vắt như tiếng Phạm Thiên. Sư giảng kinh Viên Giác, nghĩa lý chỗ nào chẳng ổn, đích thân sư cải chính, nghĩa là thấu rõ chỗ nào ghi chép sai sót thì ngài sửa lại rõ ràng. Bây giờ tới cái lúc sắp tịch, đây là những cái lời dạy của ngài, có thể là dạy cho những người Phật tử tại gia và xuất gia. Các ngươi, tất cả người, các người học đạo, lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì khác hơn chỉ cầu dứt được các nghiệp ác. Nè, chúng ta siêng năng tu hành để mà cúng dường Phật, nhưng mà sự tu hành đó cầu cái gì, trông đợi cái gì, là cầu dứt được các nghiệp ác. Bởi vì mọi người chúng ta có mặt trên cõi trần này, ít nhiều gì cũng có mang nghiệp, nghĩa là hoặc là nghiệp nhẹ hoặc là nghiệp nặng, tất cả những nghiệp ác đó hoặc nặng hoặc nhẹ, chứ không ai mà hoàn toàn trong sạch. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, tâm miệng niệm tụng tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng gần thiện tri thức. Đó, chúng ta tu tâm mình, miệng mình, niệm tụng kinh, tâm và miệng phải khế hợp nhau. Như chúng ta tụng Bát Nhã thì lời kinh và tâm mình nó hòa nhập, chứ không nên miệng tụng mà tâm không có hòa nhập với cái lời tụng của mình. Miệng thì cứ tụng mà tâm nó cứ chạy thì cái đó là không phải cái chỗ tụng niệm. Rồi mình tin Phật, hiểu Phật, nghe những cái lời giảng dạy, nhận được rồi làm gì? Ở chỗ vắng vẻ yên lặng và gần thiện hữu tri thức, ở chỗ nào có điều kiện yên ổn dễ dàng, ở đó mà tu, và nhất là phải gần thiện hữu tri thức. Bởi vì người tu mà không có thầy hay, không có bạn tốt, khó mà tiến được. Bởi vì con người chúng ta ai cũng sẵn có những cái tật. Quý vị biết tật gì không? Một là cái tật lười biếng. Đó, tu thì tu chứ mà sao đó, hơi nhọc cái muốn thả trôi. Đó, vì vậy mà có thầy có bạn thúc. Đó. Hai là có cái tật hay nói chuyện thị phi của người ta. Quý vị có cái đó không? Đó là cái tật đó, nhờ thiện tri thức nhắc chặn
cho bớt cái thị phi. Ba là cái tật thích ngủ, thích ăn, ăn ngon ngủ kỹ. Có tật đó không? Cơ bộ có hết, phải không? Bởi vậy cho nên phải gần gũi thiện tri thức, nhắc dạy để cho chúng ta sửa chừa thì cái tu nó mới tiến. Nhiều khi cái tưởng mình là lớn rồi, mình không có lỗi lầm, tự mình tu cũng được, nhưng mà thật lớn hay là trẻ gì cũng còn những cái yếu hết á. Cho nên có thầy, có bạn nhắc nhở thì sự tu mau tiến hơn. Nói ra lời hòa nhã, nói phải đúng lúc, trong tâm không khiếp nhược. Ba cái điều này quý vị xét kỹ cho mình có thiếu không. Điều thứ nhất là phải nói lời hòa nhã. Điều thứ hai là phải nói đúng thời, đúng lúc. Quý vị luôn luôn là nói lời hòa nhã, hay là có khi hòa nhã mà có khi nó cũng chua chát? Hòa nhã hay có chua chát? Người nào thấy dễ thương, tử tế thì nói hòa nhã, phải không? Người nào mà thấy hơi khó thương á, mà tới mà chọc cái thì chắc lời chua chát chứ không hòa nhã nổi. Đó, làm sao ở trường hợp nào chúng ta cũng nói lời hòa nhã thì tốt, mà nói phải đúng lúc, tức đúng thời, đúng lúc. Có khi không đáng nói mà cũng nói, có khi đáng nói là không nói, thì đó là không đúng thời, không đúng lúc. Trong tâm không khiếp nhược, mình nói, mình nghĩ đúng với cái tâm can đảm của mình. Nói thế nào, nghĩ thế nào, chịu trách nhiệm thế ấy, chứ không có chối. Nhiều khi chúng ta lỡ nói rồi cái kiếm cách chối lắc đi, đó là khiếp nhược, không can đảm. Cho nên mình phải can đảm. Thực tình ở đời người ta khôn lắm, mà khôn đó, càng khôn thì càng sao? Càng xảo. Mà xảo đó là khiếp nhược. Tại sao vậy? Bởi vì không dám nhận cái lời nói sai lầm của mình để mà sám hối, thì đó là khiếp nhược chứ gì, phải không? Chứ còn nếu mình nói câu nào lỡ lời người ta phiền thì mình can đảm nhận, đây là cái dại khờ của tôi, lỡ lời xin anh chị tha thứ, thì như vậy mới là can đảm. Còn nếu lỡ lời cái chối lắc không có chịu nhận thì đó là khiếp nhược. Liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động. Cái này khó rồi đó, phải không? Liễu đạt nghĩa lý, tức là mình phải thấu suốt nghĩa lý kinh Phật dạy, lời tổ dạy, mình phải thấu suốt cái nghĩa lý đó. Rồi xa lìa cái ngu mê, mình phải bỏ, phải xa cái ngu mê của mình. Quý vị thấy chúng ta có ngu mê không? Nhiều ít. Chắc ngu mê nhiều lắm, phải không? Tại sao chúng ta ngu mê? Bởi vì hiện tại thân này Phật dạy nó là vô thường, là hư giả, mà chúng ta ngu mê thấy nó là thường, phải không? Thấy nó là thiệt. Phật nói vô thường thì mình thấy thường, Phật nói hư giả thì mình đã thấy thiệt. Có ngu không? Đó. Vì vậy mà từ thấy thường, thấy thiệt rồi, cái tạo nghiệp đủ thứ hết. Cho nên nói rằng xa lìa cái ngu mê đó, an trụ chỗ bất động, nên luôn luôn sống với cái tâm thể không có giấy niệm, đó là bất động. An trụ cái chỗ đó. Rồi giờ dạy chúng ta quán. Quán tất cả pháp vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi. Tất cả pháp ở thế gian này nó là vô thường, là vô ngã, tức là không có chủ thể, không phải do ai tạo tác, cũng không có cái sự làm ra
chỉ là tùy duyên hợp rồi tan, tùy duyên đủ thì hợp, thiếu duyên thì tan, chứ không có ai đứng ra làm chủ để mà tạo những việc đó. Nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Ở chỗ nào, ở đâu, chúng ta cũng không có giấy niệm để khởi cái suy lý hay là tính toán. Đó là cái tâm phân biệt. Đi đâu, ở đâu cũng phải buông bỏ cái phân biệt ấy. Được như vậy mới thực là người học đạo. Bây giờ Ngài nói cái phần quá duyên của Ngài đã xong. Ở đây thì Ngài nói bốn câu kệ này có cái tính cách là cái lời dự đoán về sau. Trước tuy nói kiết, sau gọi hung, từ đời Thái Tổ kiên chẳng tùng, tức là đời Lý Thái Tổ đó. Vì thấy rồng lên làm Phật tử, đó, vì thấy cái rồng lên cho nên mới lập nên sự nghiệp nhà Lý. Chợt trong chuột hiện lặng vô cùng, đến khi một cái năm Tý đó, thì cái năm đó là nó hết cái dòng của cái đời Lý. Đó là cái lời quyền ký. Nói xong, sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, thọ 64 tuổi. Đó là một thiền sư. Kế đây, thiền sư Trí Bảo, đời thứ 10, dòng vua Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê ở Ô Diên, Vĩnh Khương, là cậu ruột Tô Hiến Thành, một đại công thần, đời Lý Anh Tông. Sư xuất gia vào tu ở chùa Thanh Tước trên núi Du Hí, làng Cát Lợi, đất Thường Lạc. Thường ngày ăn mặc áo vá, ngày mặc áo vá, ăn cơm hẩm, cả 10 năm không đổi chiếc áo, đến 3 ngày chẳng thổi lửa nấu cơm, tay chân chai cóp, thân thể khô khan. Thấy có người đến thì khoanh tay đứng nép một bên, gặp bậc sa môn thì quỳ gối lễ bái. Sư chuyên tu như vậy đến 6 năm mới xuống núi. Xuống núi sư chuyên tạo phước, nào sửa đường, bắt cầu, các chùa xây tháp, tùy duyên khuyến khích người, không vì lợi dưỡng. Chợt gặp một vị tăng hỏi, sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Sư liền suy nghĩ, vị tăng ấy bảo, trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm, sư không đáp được. Vị tăng ấy quát, chùa tốt mà không có Phật. Nói rồi bèn bỏ đi. Sư tử than rằng, ta tuy tâm xuất gia nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia. Ví như kẻ đào giếng, dù đào đến 9-10 thước mà chưa có nước vẫn phải bỏ đi, huống là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có ích gì. Từ đây sư dạo khắp bốn phương, tham tìm bậc thiện tri thức, nghe thiền sư đạo huệ giáo hóa ở Thiên Du, sư liền đến đó. Đây là một cái đoạn mà chúng ta hiện giờ thật nghe cũng rất là kính phục Ngài. Như nói rằng Ngài khi mà ở chùa Thanh Tước, núi Tiên Tu Du Hí, làng Cát Lợi, đất Thường Lạc, thì mặc áo vá, ăn cơm hẩm, tức là tu rất khổ hạnh, cả 10 năm không đổi chiếc áo. Chiếc áo mà 10 năm mà không đổi thì quý vị nhớ trầm vá cỡ nào. Đến 3 ngày chẳng thổi lửa nấu cơm. Như vậy thì mới thấy tu rất là khổ hạnh. Còn tay chân thì chai cóp, thân thể thì khô khan, rồi thấy ai đến thì đứng nép vào một bên cung kính, gặp sa môn thì quỳ gối lễ bái. Chuyên tu như vậy đến 6 năm mới xuống núi, thì như vậy mới thấy cái công tu hành của Ngài hết sức là quý báu. Nhưng khi xuống núi thì chuyên tạo làm gì? Làm phước,
nào là sửa đường nè, bắt cầu, kết chùa nè, xây tháp, tùy duyên quyết khít người, không vì lợi dưỡng, làm tất cả những việc đó là vì đạo, vì đời, chứ không phải vì thụ hưởng cái gì hết. Bây giờ đây là câu chuyện đối đáp. Chợt gặp một vị tăng hỏi: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Ông sanh từ đâu lại, ông tử đi về đâu? Câu hỏi này quý vị thấy dễ trả lời không? Sư liền suy nghĩ. Vị tăng ấy bảo: trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm. Thì bây giờ quý vị chắc khi bị hỏi câu này rồi cũng giống như vị sư này, sẽ sao? Sẽ bóp đầu bóp trán suy nghĩ, thì mây trắng bay tới đâu? Ngàn muôn dặm đó. Như vậy thì làm sao mây trắng khỏi bay? Làm sao mà mây trắng khỏi bay đây? Cái câu đó là cái câu quan trọng đó. Nghĩa là sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Mà nếu vừa suy nghĩ thì mây trắng nó bay ngàn dặm. Còn không suy nghĩ thì sao? Nếu không suy nghĩ thì mây trắng không bay, nhưng mà làm sao trả lời được? Phải không? Mây trắng không bay mà làm sao trả lời câu hỏi? Đó là một vấn đề tất cả chúng ta phải thấy rõ. Bởi vì thế gian có mặt ở đây, chúng ta ai cũng tự thấy mình đang có ở đây. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, trước khi có mặt ở đây, chúng ta ở đâu? Từ đâu mà lại đây? Rồi khi chết rồi chúng ta đi về đâu? Chẳng lẽ có mấy chục năm rồi hết? Mà ở đâu mà có mấy chục năm ra đời đấy? Phải không? Thì chúng ta cứ hài lòng, cứ sống thôi, tới đó, tới đâu hay đó. Mà không bao giờ dám nghĩ trước khi mình có mặt ở đây là ở đâu đến, và sau khi chết mình đi chỗ nào. Đây là chỉ một chặng thôi, một quãng đường có mấy chục cây số thôi, phải không? Mà mình cứ lẩm cẩm trong cái quãng đường mấy chục cây số thì như vậy thật là đáng thương, phải không? Mà quý vị nghĩ lẩm cẩm trong mấy chục cây số này chúng ta làm gì? Từ nhỏ tới lớn, lớn thì lập gia đình có con cái, là nuôi con cái lớn thì sửa soạn già cái chết. Rồi như vậy, cứ lãng quẩn nhiều đó, mà không biết mình từ đâu lại đây, rồi chết rồi đi đâu. Đó là một vấn đề mà cái người gọi là biết tu, tự thắc mắc, đặt câu hỏi đó. Cho nên Đức Phật ngày xưa Ngài cũng thấy cái vấn đề đó, cho nên Ngài mới đi tu. Còn chúng ta ngày nay quên vấn đề đó đi, cứ lo cuộc sống thôi à. Còn cái chết sẽ tới cũng không cần biết, rồi cái ở đâu lại đây cũng không cần biết, cứ biết ngay bây giờ đang làm gì đó, làm sao cho có được dư giả, làm sao cho có phương tiện sống vui, vân vân. Mà không biết được cái gốc của mình, mà từ không biết được cái gốc của mình, cho nên rồi mình sống một cách rất là, người ta dùng cái từ là sống sai chết ngủ đó. Sống như kẻ sai, tới chết thì như ngủ, không biết gì hết. Sống cũng như kẻ sai thì có biết gì đâu, phải không? Chết ngủ cũng không biết luôn. Như vậy thì chúng ta có mặt mà rất là vô nghĩa. Bởi vậy cho nên tu là đặt vấn đề chúng ta từ trước ở đâu lại đây, rồi chết rồi chúng ta đi đâu. Phải biết cho rõ cái đó, giải quyết được cái đó thì sẽ thành cái gì? Giải quyết cái đó không thành Phật cũng thành Tổ rồi, phải không? Chứ không phải thường. Bởi vậy cho nên Phật Tổ là đi tìm giải quyết vấn đề đó đó. Vì vậy cho nên khi Phật chứng
Thì đầu hôm quý vị nhớ Ngài chứng được cái gì thầm, cái gì mình. Trước hết thì Ngài chứng được túc mạng mình. Đó. Túc mạng mình tức là biết đời trước của mình, vô số đời về trước. Thì Ngài thắc mắc mình từ đâu lại đây. Cho nên cái thắc mắc đó Ngài giải quyết được bằng cách là chứng được cái túc mạng mình. Rồi thì Ngài nhìn lại biết mình vô số kiếp đã từng sanh ở đâu, đã từng làm gì, con người tốt xấu gì Ngài biết hết. Vì vậy mà Ngài mới nói ra các kinh bổn sanh bổn sử đó, đời trước Ngài từng ở đâu. Đó là do chứng được cái túc mạng mình. Rồi kế đó nữa thì tới khoảng kinh 2, kinh 3 Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thầy thấy được mình hiện tại tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, rồi đời sau sẽ sanh chỗ lành chỗ dữ thế nào, biết rõ. Cho nên Phật bây giờ dạy chúng ta, nào là trong lục đạo luân hồi, cõi thấp nhất là địa ngục, rồi kế đó ngạ quỷ, kế súc sanh gọi là ba đường ác, rồi cõi người Atula cõi trời đó là ba đường lành, luân hồi trong ba sáu đường đó. Như vậy thì người mà còn cứ tạo nghiệp thì cứ lanh quanh trong sáu đường. Còn nếu người khéo vượt ra khỏi cái dòng nghiệp lôi kéo thì sẽ giải thoát sinh tử, giác ngộ thành Phật. Như vậy thì Ngài từ được cái túc mạng minh, rồi qua cái thiên nhãn minh, Ngài giải quyết được hai vấn đề then chốt: chết rồi đi đâu, phải không? Như vậy, nhưng mà cái đi đâu đó Ngài có thỏa mãn để lựa chỗ mình đi chưa? Và Ngài muốn ra khỏi cái lẫn quẩn trong luân hồi, cho nên Ngài phải tu để thấu suốt được tại sao chúng ta phải luân hồi, làm sao ra khỏi luân hồi. Cho nên tới cái chót là lậu tận minh, tức là dứt hết những cái mầm dẫn trở lại luân hồi trong lục đạo. Đó, lậu tận là những cái hữu lậu, là cái rơi rớt đó, nó đã sạch hết. Ngài chứng được cái lậu tận minh rồi thì thấy rõ con người do đâu mà phải luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn ra khỏi luân hồi sinh tử phải làm gì, thì đó là cái pháp tứ đế. Ngài ra Ngài nói ngay lần đầu tiên cho các người đồ đệ nghe. Thì như vậy thì cái chỗ tu hành của Đức Phật là Ngài thắc mắc chúng ta sanh ra từ đâu lại, chết rồi đi về đâu đó. Muốn ra khỏi dòng sinh tử đó phải làm thế nào? Đó là ba câu hỏi Ngài giải quyết xong, cho nên gọi là giác ngộ viên mãn. Còn chúng ta ba câu hỏi này giải quyết được nhiều, chưa giải quyết được cái gì hết, cho nên chúng ta còn mê lầm chưa có thấy được cái hướng đi. Nhưng mà tới cái đoạn sau, nó trong lúc suy nghĩ mây trắng bay ngàn dặm, thì ông suy nghĩ vậy mà đáp không được, cho nên ông Tăng nó quát: chùa tốt mà không có Phật. Chùa tốt tức là tu hành khổ hạnh, mọi cái công đức làm đủ hết mà chưa thấy được ông Phật của mình, cho nên chùa tốt không có Phật. Bây giờ quý vị chùa tốt hay chùa xấu? Chẳng những chùa tốt mà chùa xấu nữa, mà cũng không thấy Phật luôn. Chùa xấu không có Phật thôi, ai tới? Nên chùa tốt mà phải có Phật mới được. Bởi vậy nên sư Thang: ta tuy có tâm xuất gia nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia. Đó. Tuy có tâm xuất gia tu hành tạo các cái duyên phước tốt, nhưng mà chưa có cái chỗ thấy được đạo, yếu chỉ của đạo đó, thì như vậy chưa phải là cái yếu chỉ của người xuất gia. Ví như kẻ đào giếng, dù đào đến 9-10 thước mà chưa có nước vẫn phải bỏ đi. Như vậy thì dù mình công phu mấy, khổ hạnh mấy mà không đạt được đạo thì cũng là bỏ đi thôi. Huống là
tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có ích gì? Tu thân mà không ngộ đạo thì cái tu đó đem mình tới đâu? Cho nên người biết tu thì phải lấy cái chỗ làm sao đạt được đạo, làm sao thấy được cái chân thật của chính mình, thì cái đó là cái gốc. Còn những cái công tác khác làm để trợ lực thêm, chứ còn cái gốc là phải ngộ đạo. Mà cái gốc nó không được thì chỉ là hưởng phước cõi người cõi trời thôi, chứ không có đi tới đâu. Đó, vì vậy mà sau đó Ngài không có làm những việc trước nữa, mà đi tham tìm bậc thiện tri thức. Nghe thiền sư Đạo Huệ giáo quả quá ở Tiên Du, sư liền đến đó. Đạo Huệ hỏi, sư hỏi Đạo Huệ: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Cái câu ta đặt hỏi Ngài, giờ Ngài hỏi lại ông thầy. Đạo Huệ bảo: sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Cái câu trả lời này thường chúng ta nghe dễ hiểu không? Sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Sư thưa, thế ấy đâu chẳng rơi vào chỗ không sao? Đạo Huệ bảo: chân tánh diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. Thế nên sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Ngay câu nói này sư liền lãnh ngộ, nói: chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Bất nhân phong nguyễn phu phù vân tận, tranh kiến thanh thiên vạn lý thu. Đó. Cái đoạn này quý vị thấy thật là nó rõ ràng thấu triệt. Hỏi: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Thì Ngài Đạo Huệ, Ngài nói rất là chân thật: sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Nói như vậy là Ngài nói với ý nghĩa gì? Do đó cho nên nghe sư không hiểu, nói rằng sanh không từ đâu lại, tử không đi về đâu, thì như vậy không có gì sao? Như vậy thì trước không có, sau không có, thì như vậy là rơi vào không. Đạo Huệ mới giải thích: chân tánh diệu viên, tức là cái chân tánh nhiệm màu tròn đầy của mình. Diệu là nhiệm màu, viên là tròn đầy. Tự thể không tịch, tự thể nó rỗng lặng, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. Mình sống, mình vận dụng nó tự tại, mà cái đó không phải là cái cùng với sanh tử. Bởi vậy nên mới nói sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Thực tình khi hiểu rồi, tôi thấy tất cả chúng ta là cùng tử đáng thương ở trên. Trong túi con ngọc mà cứ đi ăn mài, phải không? Hiện giờ có người nào mà không có cái chân tánh diệu viên? Có người nào không? Ai cũng có hết. Mà sao? Mà cứ lo chuyện sanh tử không à? Phải không? Làm sao đời sau mình sanh ra tốt hơn đời này, sướng hơn đời này một chút, phải không? Mong mỏi đời sau hơn đời này thôi à, chứ không có nhìn, có thấy được cái tánh diệu viên của mình. Mà cái tánh diệu viên đó nó rõ ràng, thường trực. Mà Kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ: cái hay nghe, cái hay thấy, ai mà không có? Bây giờ quý vị diễn đạt cái hay nghe hay thấy nó ra sao? Hình dáng sao? Đó. Bởi hình dáng nó không có bóng, không có cái tướng. Vì vậy mà nói tự thể không tịch, rỗng lặng. Vẫn thấy, vẫn nghe, mà tự thể vắng lặng. Còn cái suy nghĩ của mình thì từng đợt, từng bật đợt bóng dấy lên,
mà bóng dấy lên gọi là mây trắng, từng cụm nó che khuất rồi, phải không? Bởi mình có sẵn cái chân tánh diệu viên đó, cho nên mình mới ngồi thiền, mới buông hết những vọng niệm. Vọng niệm là những cụm mây trắng, phải không? Những cụm mây trắng mình buông, mình xả cho nó tan đi, thì cái chân tánh diệu viên mình nó hiện đây. Thấy ai cũng thấy, nghe ai cũng nghe, nhưng mà không ai dừng được ở chỗ thấy và chỗ nghe. Mà thấy thì chạy theo cảnh, nghe thì chạy theo tiếng, phải không? Đó, như ngã nan vậy đó. Thấy thì thấy cái tai của Phật, phải không? Tai không xuống, tai để xuống là không thấy. Nghe là nghe cái tiếng chuông, mà chuông không đánh nó không nghe. Đó, thì như vậy chỉ nhớ cái cảnh, cái vật bên ngoài mà không nhớ mình. Mình có hiện tiền, không có mình thì lấy gì mà thấy, không lấy cái gì mà nghe. Nhưng mà khi thấy khi nghe là quên cái mình, mà chỉ nhớ cái vật, nhớ cái đối tượng được thấy được nghe thôi. Mà quý vị có phải vậy không? Đó. Như vậy thì bị Phật quở hoài, quên mình theo vật. Mà tất cả chúng ta rất là đáng thương, quên mình theo vật. Giống như là có cái hộp ngọc trong túi mà quên đi, cứ chạy xin ăn từng bát cơm, có phải khổ không? Rồi nói nghèo đó, rồi than lại Phật, Phật ban cho con cái này, ban cho con cái kia, mà không biết trở về cái chân thật của chính mình. Như vậy ngày nay chúng ta tu không có gì lạ. Như cái lời của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng nói đó, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Đó. Như vậy thì thấy cảnh, nghe tiếng, chạm mùi vân vân, tất cả cái đó mà chúng ta vẫn sống an nhiên, thanh tịnh như vậy, thì đó, đừng nói về thiền nữa. Đó quả tan là thiền rồi. Đó. Như vậy thì thấy cái bình hoa, thấy cái con người mà chúng ta không có bị cái bình hoa lôi cuốn, không bị con người làm mình mất cái thì giờ suy nghĩ, thì tất cả cái đó thấy là thấy, thấy tất cả mà không dính với cảnh, nghe tất cả mà không dính với tiếng, thì lúc đó chúng ta tự tại. Sống với cái đó là sống với cái gì? Sống với cái ông chủ thật của mình. Mà thiền là để đưa mình tới chỗ đó đó, cái chỗ mà mình sẵn có mà quên nó chứ gì hết. Cho nên trong nhà Phật dùng chữ mê đó, mê là quên, có mà quên đi, chứ không phải không có. Người ta đa số tu tức là tìm kiếm thêm, kiếm cái này kiếm nọ cho được. Mà chính trong đạo Phật là dạy mình không có tìm kiếm, mà đừng có bị lôi kéo, đừng có chạy theo thôi. Thì không chạy theo, không tìm kiếm thì cái mình nó hiện tiền. Và cái đó quý vị nhớ, có suy nghĩ thì có thương, có ghét, có buồn, có giận vân vân, thì đó là tạo nghiệp. Còn khi thấy, khi nghe mà không có suy nghĩ, vẫn nghe tiếng, vẫn thấy cảnh mà không suy nghĩ, thì tạo cái nghiệp gì? Thì nó rõ ràng mình đang tự tại. Như vậy thì quý vị muốn tìm cái tự tại ở đâu? Thì ngay đó đừng dính thôi à. Cho nên tôi thấm thiết cái câu đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đủ quá rồi. Nhớ cái đó là đủ. Như vậy thì đâu phải là khó tu, phải không? Nếu tu đó, tìm cái gì quý giá mà trên non, trong rừng, ngoài biển gì đó, thì phải lao đao lận đận lắm. Cái này tu là chỉ cần đừng có quên mình. Ai cũng nói cái gì cũng quy về ta hết trơn á, mà quên mình hồi nào không hay. Quy về cái ta mà cái ta giả tạm, cái ta mấy chục ký này rồi ít chục năm cái nó rã nó nát, mà cứ do cái ta đó thôi, phải không? Như vậy thật là đáng thương. Chúng ta
chỉ vì một cái thân tạm bợ rồi chấp chặt vào đó để tìm thụ hưởng. Thụ hưởng đáo để rồi cuối cùng chỉ là một thay thúi. Như vậy đó, đời này sang kiếp khác cứ liên miên, Phật không thương sao được. Mà chính khi đó mình có một cái chân thật mà mình cứ bỏ quên, bỏ lãng đi hết. Đó là một cái điều đáng buồn cho chúng ta. Bởi vậy cho nên cái người tu là cái người phải biết trở về mình, nói trở về là một lối nói, chứ biết đừng quên mình vì cảnh, vì âm tham, vì sắc tướng mà đừng quên mình. Đó là cái người tu. Như vậy thì quý vị nghĩ tu là khó hay dễ? Trả lời câu đó tôi nghe coi, tu như vậy là khó hay dễ? Dễ như trở bàn tay à. Chỉ bây giờ thấy cái đó mà không thèm chạy theo nó thì được rồi, có gì đâu. Có cực khổ, có lao nhọc gì đâu, phải không? Mà tại vì quen thấy thì chạy theo. Bây giờ chỉ dừng cái đó lại thì đi thiền, đứng thiền, ngồi nằm cũng thiền hết trơn. Còn nếu mà chạy theo thì hết thiền. Như vậy thì quý vị thấy thiền là gì? Là sống lại với cái thật muôn đời của mình, không bị nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi. Cái chân thật đó nó hiện tiền mà mình quên. Thì tôi nói như vậy gọi là hết tình rồi, phải không? Không còn cái gì mà giấu giếm nữa hết. Mà quý vị không chịu nghe, không chịu hành thì thôi chịu, không biết nói sao hơn. Thì tới cái chỗ này, khi giải thích vậy thì Ngài nói rằng chân tánh diệu viên thể tự không tịch, vận dụng tự tại chẳng đồng với sanh tử. Nó bị gì? Cái đó đâu có tạo nghiệp mà đồng với sanh tử. Còn suy nghĩ là tạo nghiệp, cho nên đi trong sanh tử. Bởi vậy nên nói sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Vì cái đó nó hiện tiền, không tử mà không sanh. Nghe được câu này, sư liền lãnh ngộ mà nói một câu rất hay: bất nhân phong quyển, phù vân tận, tranh kiến thanh thiên vạn lý thu. Chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Câu thật hay, phải không? Nghĩa là nếu mà không có nhờ gió cuốn mây đi á, thì đâu biết bầu trời xanh. Cũng như vậy, không được nghe cái câu của Ngài Đạo Huệ nói thì Ngài cứ dùng cái suy nghĩ làm cái chỗ tu. Mà nếu suy nghĩ làm chỗ tu giống như mây trắng, nó phủ bầu trời xanh. Bây giờ nhân cái lời giải thích cho Thiền sư Đạo Huệ thì giống như gió thổi mạnh, cái đám mây đó nó tan hết trơn, bầu trời xanh hiện tiền. Đó là nhận ra cái thật của mình rồi. Quý vị nhận được cái thật đó chưa? Chưa dám gật đầu. Có mà không chịu nhận, nói hoài mà không chịu nhận thì thật là đáng thương. Cho nên cái câu này là tỏ rằng lãnh hội đầy đủ. Chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Đó là cái lời nói rất là hay. Đạo Huệ hỏi: ngươi thấy cái gì? Sư thưa: biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người? Tương thức mãn thiên hạ, tri âm năng kỹ nhân. Sư bèn từ tạ trở về núi. Nên quý vị thấy, Đạo Huệ hỏi: ngươi thấy cái gì mà nói câu ấy? Thì Ngài thưa rằng: biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người? Nó là cái biết nhau mà biết sơ đó, biết lơ là đó, thì ai mình cũng biết hết đó. Nhưng mà người thâm nhập, người tri kỷ không có mấy người đó. Thì như vậy để nói lên con biết được thầy rồi đó. Thì cái người mà biết được thầy cũng như thầy biết được trò thì cái đó ít lắm. Sư bèn từ tạ trở về núi, thôi đủ rồi. Như vậy thì trở về núi để làm cái việc. Làm việc gì? Làm việc không quên mình, chứ không có cái phép tắc gì lạ hết.
Từ đây sư nói ngang nói dọc như chọi đá nhán lửa. Một hôm sư thăng đường, tăng tục vây quanh, có người hỏi thế nào là tri túc. Sư đáp: phàm người xuất gia và tại gia đều phải biết tri túc. Nếu người biết tri túc thì ngoài chẳng lấn người, trong không tổn mình, vật nhỏ nhất như rau cỏ người không cho mình chẳng nên lấy, huống là những vật lớn khác thuộc của người. Khởi tưởng là vật của người, trọn không do đây mà sanh tâm trộm cắp, cho đến thê thiếp của người, khởi tưởng là thê thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm. Các ngươi nghe ta nói kệ của dùng Bồ Tát, biết vừa đủ, đối người thương xót chẳng lấn tham, vật mọn không cho ta chẳng lấy, chẳng quản của người đức ngọc lành. Bồ Tát vợ nhà còn biết đủ, tại sao vợ người lại khởi tham? Thê thiếp của người người bảo hộ, đâu nỡ lòng mình khởi vệ tà. Nguyên chữ Hán là: Bồ Tát tư tài tri chí túc, ư tha từ bi bất dâm dục, thảo diệp bất giữ ngã bất thủ, bất tưởng tha vật đức như ngọc. Bồ Tát tự thê phương tri túc, như hà tha thê khởi tham dục, ư tha thê thiếp tha sở hộ, an nhẫn tự tâm khởi tâm khúc. Đến ngày 14 tháng 4 năm thứ 5 niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy 1190 đời Lý Cao Tông, sư cáo bệnh và thị tịch, đệ tử làm lễ quả táng, thu linh cốt xây tháp thờ tại Sơn Môn. Như vậy thì đây là một vị mà chúng ta thấy cái chỗ ngộ đạo của Ngài nó rất là rõ ràng. Và thiền sư Đạo Huệ dạy thực ra cũng là chí thiết, chứ không có dùng những cái kỹ thuật như mà ở Trung Quốc. Đây là lời dạy của Ngài cho tất cả Phật tử này. Phàm người xuất gia hay là tại gia đều phải biết tri túc, tức là biết đủ, đừng có lúc nào mà thấy của người, thấy cái ở bên ngoài mà mình tham, mình thích, mà phải biết vừa chừng vừa đủ. Nếu người biết tri túc thì ngoài chẳng lấn người, trong không tổn mình. Đó, nếu mình biết đủ thì mình không dành của người, và mình cũng không làm thương tổn cho mình. Vật nhỏ nhất như rau cỏ người không cho mình cũng chẳng nên lấy, huống là những vật lớn khác thuộc của người. Khởi tưởng là vật của người, trọn không do đây mà sanh tâm trộm cắp. Như vậy đó là dứt cái tâm trộm cắp. Rồi cho đến thê thiếp của người, khởi tưởng là thê thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm. Đó, thì như vậy biết giữ phần mình, nhất là cái giới cư sĩ, sống biết giữ phần mình vừa đủ, không có tranh giành lấn lướt của người hay là tham gian của người, thì đó là cái tu khéo. Như vậy thì Ngài chỉ cho chúng ta rõ ràng một cái lối tu cần thiết nhất của người Phật tử tại gia. Và cái lối tu đó là cái lối tu của người cư sĩ gìn giữ cái hạnh tri túc. Và đến thiền sư nữa, thiền sư Nguyên Học đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Phù Cầm. Thuở nhỏ sư thọ pháp với thiền sư Viên Trí ở chùa Mật Nghiêm, đã lãnh hội yếu chỉ. Ban đầu sư ở ẩn trên núi Vệ Linh, chuyên tu phạm hạnh 12 năm. Mỗi khi nhập thiền quán đến 3 ngày mới xuất. Sư thường trì Hương Hải Đà La Ni, nên các môn trị bệnh, cầu mưa rất được linh nghiệm. Vua Lý Anh Tông cảm nhận sự linh nghiệm của sư, cho sư được ra vào cung vua tự do. Sau sư viện cớ già bệnh về trụ trì chùa Quảng Báo, làng Chân Hộ, Như Nguyệt. Tăng chúng đến tham học thường có mặt không dưới 100 người. Ở đây vị này thì tu hay dùng cái tính cách là vừa thiền mà vừa mật,
À, cho nên trì cái thần chú Hương Hải Đà La Ni mà do cái công phu khá cho nên có linh nghiệm cầu được, nên được mọi người cung kính. Đến ngày 11 tháng 6 niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo năm đầu 1174, sắp thị tịch sư bảo chúng: đạo không hình tướng, trước mắt chẳng xa, xoay lại là tìm kiếm, chớ cầu nơi khác. Dù cho cầu được, được tức chẳng chân, ví có được chân, chân ấy vật gì? Vì thế chư Phật ba đời, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền cũng nói như thế. À, thì nguyên chữ Hán là: đạo vô ảnh tượng, xúc mục phi diêu, tự phản suy cầu, mạc cầu tha đắc, túng nhiêu cầu đắc, đắc tức bất chân, thiết sử đắc chân, chân thị hà vật. Sở dĩ tam thế chư Phật, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền, diệt như thị thuyết. Nà, nói rằng cái đạo đó, nó không có hình tướng, nó ở trước mắt chẳng có xa. Thành ra quý vị nhớ cái chữ đạo mà chúng ta học ở trong nhà thiền, nó khác với cái chữ đạo mà người ta thường hay hiểu. Đạo là phương pháp, đạo là con đường, v.v. phải không? Mà chữ đạo ở đây là chỉ cho cái thật của chính mình, thấy được cái thật đó gọi là thấy đạo, phải không? Hay là nói từ khác là kiến tánh, nhận chân được cái thật đó gọi là thấy đạo hay là kiến tánh. Như vậy thì cái đạo chân thật đó nó không hình tướng. Như khi nãy tôi đã nói, chúng ta hay nghe, chúng ta hay thấy, thì cái hay nghe thấy tướng mạo sao? Tuyệt, không có ai diễn tả được hết, thì nó không hình tướng. Mà cái hay nghe hay thấy nó ở gần chúng ta hay xa chúng ta? Nó là trước mắt thôi, phải không? Vậy đó mà chúng ta quên, xoay lại tìm kiếm, chớ cầu nó khác. Như vậy thì chúng ta phải ngay đó mà xoay lại, đừng có chạy ra ngoài. Nếu mà chạy ra ngoài, dù cho cầu được, đừng có cầu với ngoài, dầu cầu được, được tức chẳng chân. Vì ra ngoài mà cầu mà được thì cái được nó không phải thật. Cái thật là cái sẵn của mình, chứ không phải cái ở ngoài. Ví được chân, ví có được chân, chân ấy vật gì? Nếu mà cái được đó là thật, thì thật đó là cái vật gì mà gọi là thật? Nếu có vật thì nó không phải là thật. Cho nên nó sẵn ở mình, chứ không đâu xa hết. Vì thế chư Phật ba đời, lịch đại tổ sư, ấn thọ tâm truyền cũng nói như thế. Nghĩa là dùng tâm truyền tâm đều nói như vậy hết. Nghĩa là cái tất cả chúng ta có sẵn, hiện tiền, không có xa. Cho nên hỏi đạo ở đâu thì các ngài liền nói bằng cách đánh lừa ngoài đường cái. Rồi mình cứ tưởng đạo là cái đường to đó là đạo, chứ không ngờ đạo là cái thực có ở mọi người chúng ta, ai ai cũng có hết. Đạo sẵn thực có mà quên. Bây giờ ngài nói kệ, nghe ta nói kệ đây: tâm tâm liễu ngộ, mắt tuệ mở, biến hóa linh thông, bài tướng báo, đi đứng ngồi nằm riêng vững vàng, hóa thân ứng hiện đâu tính được, mặc dầu đầy dẫy cả hư không. Xem ra nào thấy có tướng gì, thế gian không có vật để sánh, thường hiện linh quang sáng khắp nơi, luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn, không có một lời cho thỏa đáng. Chữ hai: liễu ngộ thân tâm khai tuệ nhãn, biến hóa linh thông hiện bảo tướng, hành trụ tọa ngoạ độc trác nhiên, ứng hiện hóa thân bất khả lượng, tuy nhiên xung tắc biến hư không, quan lai bất kiến như hữu tướng, thế gian vô vật khả tỷ huống, trường hiện linh quang minh lãng lãng, thường thời diễn thuyết bất tư nghì,
vô đắc nhất ngôn dĩ vi đá. Nói xong sư ngồi kiết già thị tịch. Đây là cái lời dạy của Ngài rất là chí thiết, nói rằng thân tâm liễu ngộ, mắt tuệ mở. Nếu mà nơi thân nơi tâm mình liễu ngộ được thì có mắt trí tuệ nó mở sáng, biến hóa linh thông bài tướng báo. Cái đó nó biến hóa, nó linh thông mà nó hiện ra cái tướng quý báo. Tại sao mà quý báo? Thường thường nói ở trong kinh muốn diễn tả cái chỗ chân thật đó là Phật tánh, là chân tâm đó, đều ví dụ là ngọc đó, nó quý báo. Mà tại sao quý báo? Bởi vì tất cả cái được của thế gian đều là cái được vô thường, phải không? Được cái gì của thế gian cũng là cái được vô thường, còn cái đó là cái bất sanh bất diệt. Thì đem cái vô thường sánh với cái bất sanh bất diệt thì cái nào quý? Cũng như đem đất, đem cát mà so với hòn ngọc, phải không? Đất cát là cái rã rời, cái tan nát, mà hòn ngọc thì không có rã rời, không tan nát. Cho nên trong kinh dùng cái hòn ngọc để ví dụ đó. Ví dụ cho mình, thân là cái bại hoại, sự nghiệp của mình là cái bại hoại, còn cái chân thật là cái không bao giờ bại hoại. Thì đó là quý báu vô cùng. Nhưng rất tiếc là tại nó không có hình, cho nên mình không thấy. Mà nếu mình thấy thì trúng chưa? Mình thấy là thấy vật ở ngoài, chứ không phải thấy cái chân thật của mình. Khi nhìn thấy cái chậu hoa thì chúng ta biết rõ mình có cái hay thấy, phải không? Thì như vậy, nhớ mình có hay thấy thì không quan trọng chậu hoa, còn mình quan trọng chậu hoa thì quên cái hay thấy của mình đó. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ đối với cảnh, chúng ta có thích phân tích chia sẻ cảnh nó đẹp thế nào như các nhà họa sĩ không? Chúng ta thấy mà như mù, phải không? Thấy mà như mù, nghe như điếc. Đó là cái chỗ đối cảnh vô tâm đó. Đối cảnh vô tâm thì thấy như mù, nghe như điếc. Mà chính cái đó là mở cái mắt trí tuệ của mình, mới thấy nhớ được cái thật của mình. Còn nếu mà mình cứ lo phân tích cảnh, phân tích lời thì đâu còn nhớ cái thật của mình. Như vậy thì vừa có cái niệm chạy theo cảnh để phân tích, chia sẻ, là lúc đó đang quên mình. Như vậy thì những người đó, nếu ai biết tu thì thấy họ đáng thương không? Mà chắc rằng đáng thương họ không bằng đáng thương mình. Thấy không? Mình chạy quá, cho nên mình phải biết ngang đó mà kềm chế lại. Đi đứng ngồi nằm riêng vững vàng, quá thanh ứng hiện đâu tính được. Nếu mà đạt được cái thể đó rồi thì sau này mình quá thân, mình thị hiện nơi này nơi kia độ chúng sinh không có thể lường. Tuy là có vô số thân để quá độ mà thực ra không có ngoài cái chân thật của mình. Mặc dầu đầy dễ cả hư không, xem ra nào có, nào thấy có tướng gì đó, nó trùm hết mà không thấy có hình tướng. Thế gian không có vật để sánh, thường hiện linh quang sáng khắp nơi. Ở thế gian này không có cái gì mà đem sánh được cái đó hết. Quý vị thấy có cái gì sánh được không? Nó không có gì sánh được hết. Cho nên cũng nói nó là hòn ngọc như ý. Được đó rồi, muốn hiện thân cái cõi này quá độ thì hiện, muốn hiện thân cõi khác quá độ thì hiện, nó tùy ý mình muốn đó. Như vậy thì cái quý báu đó không hình, không tướng, cho nên nó không có gì so sánh được, mà nó luôn luôn hiện tiền. Cho nên cái chữ thường hiện linh quang sáng khắp nơi, luôn luôn diễn nói không nghĩ bàn,
không có một lời cho thỏa đáng, nói hoài mà không có một lời nào cho đúng hết á. Tại sao vậy? Vì tất cả cái ngôn ngữ mình đều đối đãi, còn cái đó nó không có đối đãi, thì ai nói cái gì diễn tả được cái chân thật đó. Bây giờ thôi tôi không nói chuyện ở gì xa, giờ quý vị diễn tả cái hay nghe của quý vị ra sao cho tôi coi. Diễn tả thì có được không? Quý vị có mà nói không được. Bởi vậy mới thấy thiền sư tới đó cái lòng tin nè. Bởi vì cái đó không phải là hình tướng, không phải là cái gì có bóng, thì làm sao diễn tả? Mà mình nghe nói không diễn tả được, không có hình tướng mà tưởng không. Như vậy thì cái hay nghe của mình, hay thấy của mình đó, nó không có hình tướng mà nó không có. Nếu nó không thì mình đâu có nghe, mình đâu có thấy. Như vậy mới biết rằng cái lời thật của người xưa hết sức là rõ ràng. Tại vì chúng ta dốt nát quá, mình không có tin, mình không có hiểu. Cái sự thật chỉ tường tận, không một chút dấu diếm đó. Thì như vậy qua ba vị thiền sư rồi, chúng ta thấy rõ vị nào cũng nhắc tới nhắc lui chỉ cho mình cái điều đó thôi, chứ không có điều thứ hai thứ ba. Mà tôi giảng hết cái cuốn này cũng chừng ấy việc, phải không? Nhưng mà phải giảng hết, phải nghe hoài. Bởi sao vậy? Bởi vì mình đưa mắc kẹt cái ở ngoài, mà biết gỡ cái ngoài để trở về mình thì khó gỡ quá. Mỗi lần nghe tỉnh trước, nghe tỉnh trước, lâu lâu rồi mới thực tình tỉnh, thực tình thật tỉnh rồi thì mình mới quên được cái ngoài. Chứ còn bây giờ còn tỉnh mơ mơ, ít bữa về nhà cũng quên tôi tiêu rồi. Chạy theo cái danh, cái lợi, cái được, cái mất, cái hết, quên mất tiêu. Thôi, đó là phần thiền sư xong. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp thiền sư Việt Nam, tức là thiền sư Minh Trí, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông, không biết năm sanh, năm tịch là 1196. Sư họ Tô, tên Thiền Trí, quê ở làng Phù Cầm, tư chất thông minh, đọc khắp sách vở ngoài đời. Lúc trẻ gặp thiền sư Đạo Huệ, liền xả tục xuất gia theo hầu Đạo Huệ. Sư thấu đạt lý quyền diệu của thiền, trực nhận được ý chỉ các bộ kinh Viên Giác, Nhân Vương, Pháp Hoa và sách truyền đăng, do chuyên cần đọc tụng quên cả nhọc nhằn, nên nhà vua ban cho sư hiệu là Minh Trí. Đây là một vị thiền sư mà tinh tấn tu hành. Từ cái tinh tấn tu hành đó mà được nhà vua ban hiệu là Minh Trí, chứ không phải cái hiệu của thầy cho. Sau sư trụ trì chùa Phúc Thánh, tăng chúng theo học đông đảo. Một hôm sư đang bàn luận với một vị tăng, có vị tăng bên cạnh nói: nói là văn thù, nín là duy ma. Sư bảo: không nói, không nín đâu chẳng phải là ông. Vị tăng ấy liền chấp nhận. Sư bảo: sao chẳng hiện thần thông? Vị tăng thưa: chẳng từ chối hiện thần thông, chỉ sợ hòa thượng bắt vào dạy. Sư bảo: ngươi chưa phải là con mắt giáo ngoại biệt truyền. Bèn nói kệ: giáo ngoại biệt truyền, giáo ngoại khả biệt truyền, hy di tổ Phật uyên, nhược nhân dục biện đích, dương diễm mít cầu yên. Dịch: giáo ngoại nên biệt truyền, lâu xa Phật tổ sâu. Nếu người cầu phân biệt, ánh nắng tìm khói mây. Đến niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 11, 1196, sư sắp thị tịch, nói kệ: tùng phong thủy nguyệt minh, vô ảnh diệt vô hình, sắc tướng cá giá thị, giá cá thị, không không tầm hưởng thinh. Dịch: gió tùng trăng nước sáng,
không bóng cũng không hình, sắc tướng chỉ thế ấy, trong không tìm tiếng vang. Nói xong sư lặng lẽ thị tịch. Đây quý vị nghe thiền sư nói chuyện, một vị tăng khi nghe ngài nói chuyện với một vị tăng khác liền nói rằng, nói là văn thù, nín là duy ma. Nà, duy ma tức là duy ma cật. Tại sao vậy? Bởi trong kinh Duy Ma Cật, khi mà hỏi về lý bất nhị thì ngài Văn Thù ngài giải thích lý bất nhị. Khi hỏi tới ông Duy Ma Cật thì ông ngồi lặng thinh. Như vậy thì về lý bất nhị ngài Văn Thù thì nói, mà ông Duy Ma Cật thì nín. Cho nên ông mới nói rằng, nói là văn thù, nín là duy ma. Để sư bảo, không nói, không nín, đâu chẳng phải là ông, là ngươi. Như vậy thì không nói và không nín, chắc là ông quá, phải không? Thì ông sư đó chịu gật đầu. Thì sư bảo rằng, sao chẳng hiện thần thông, nếu mà ông đến cái chỗ qua khỏi nói và nín thì hiện thần thông coi. Đó. Thì vị tăng thưa, chẳng từ chối hiện thần thông, chỉ sợ hòa thượng bắt vào dạy. Đó. Nghĩa là nếu hiện thần thông thì e hòa thượng bắt vào chỉ dạy thêm, cho nên không dám hiện. Đó. Thì ngài bảo rằng, ngươi chưa phải là có mắt giáo ngoại biệt truyền. Tuy ông nói thì nói vậy, chứ ta biết ông chưa phải là con mắt giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền là sao? Tức là con mắt của Thiền Tông. Thiền Tông là giáo ngoại biệt truyền. Mà con mắt ông học lắm, ông nói chứ chưa phải được tới đó đâu. Đó. Nghe vậy thì ngài liền theo đó, ngài nói kệ. Giáo ngoại biệt nên biệt truyền, lâu xa Phật tổ sâu, nếu người cầu phân biệt, ánh nắng tìm khói mây. Nghĩa là về cái chỗ giáo ngoại biệt truyền đó, từ xưa đến giờ Phật tổ đã truyền bá, đã chỉ dạy rất là thâm sâu. Nếu mà người muốn tìm hiểu cái giáo ngoại biệt truyền mà khởi cái tâm phân biệt suy gẫm thì sao? Thì chẳng khác nào trong ánh nắng mà tìm khói, tìm mây vậy. Chứ không có hiểu, không có thấu được cái lý giáo ngoại biệt truyền. Đó là cái chỗ ngài dạy cho ông tăng kia biết rõ cái giá trị của người tu đạt được lý thiền thì phải thâm sâu như vậy. Rồi đến đoạn sau, khi mà sắp tịch, ngài nói một bài kệ. Ngài nói rằng, gió tùng trăng nước sáng, không bóng cũng không hình, sắc tướng chỉ thế ấy, trong không tìm tiếng vang. Gió thổi cành tùng, chúng ta nghe cái gì? Nghe cái tiếng gọi là tùng reo đó, thông reo đó, phải không? Tùng là cái thông, nghe tiếng thông reo. Mà nghe tiếng thông reo, chúng ta có thấy gió, có thấy thông nó reo không? Có không? Chỉ gió thổi qua cành thông thì nghe cái tiếng reo, mà không có tướng, không có hình. Trăng nước sáng, trăng ở dưới đáy nước, nhìn thấy ánh trăng lóng lánh dưới đáy nước, trong sáng. Nhưng mà nó có thật hay không? Thấy trăng đáy nước biết là không thật, nhưng mà có thấy hay không? Không thật mà vẫn có thấy.
sắc tướng chỉ thế ái. Như vậy thì sắc tướng ở trên thế gian này hiện giờ mắt thấy, tai sờ mó được, vân vân, mà nó có thiệt hay không? Chỉ là duyên hợp tạm có hình có tướng đó, chứ nó không có thiệt. Giống như trong không tìm tiếng vang, nghe có tiếng vang trong hư không, mà ở đâu tìm chụp nắm bắt được cái tiếng vang trong không không? Đó, để thấy rằng dưới con mắt của các thiền sư, tất cả hình tướng, tất cả sự vật trên thế gian này đều như bóng trăng đáy nước, giống cũng như là gió thổi tùng reo hay là tiếng vang trong hư không, có mà không thấy, có mà không nắm giữ được. Nó một ngày nào đó nó tan biến, nó không thiệt. Đó là cái chỗ thấy của các ngài. Nên nói xong như vậy thì ngài Thị Tịch đó là một vị thiền sư. Và tiếp, thiền sư Tịnh Giới không biết năm sinh, chỉ biết năm tịch là 1207, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên Chu Hải Ngôn, quê làng Giang Mão, xuất thân trong gia đình hàng vi, nhưng tánh tình sư rất thuần hậu. Lúc nhỏ theo học nho, đến năm 26 tuổi, sư mang bệnh nặng, mộng thấy thần nhân cho thuốc, tỉnh giấc bệnh được lành. Sư bèn quyết chí xuất gia theo một vị kỳ túc trong làng. Sư được thọ giới cụ túc và chuyên nghiên cứu về luật tạng. Ở đây thì có một cái kỳ đặc là ngài chỉ học nho, chưa có đi tu, rồi bị bệnh nặng. Khi bệnh nặng thì trị bằng thuốc thang không có lành. Bỗng một đêm mộng thấy thần nhân cho ngài uống thuốc. Thấy vậy sáng tỉnh giấc rồi thì bệnh của ngài theo đó nó lành à. Cho nên được ngài mới phát tâm đi tu. Nghe ở vùng Lãng Sơn thanh u vắng vẻ, tiện cho sự tu học, sư chống gậy đi về phương Đông. Trải qua 7 năm tham học, sư gặp được thiền sư Bảo Giác ở chùa Viên Minh. Qua một câu nói sư liền khế hội. Đó là cái chỗ ngài tu học. Ngài tu học với thiền sư Viên Minh. Nghe thiền sư Viên Minh nói là ngài ngộ ngay, chứ không có phải tốn nhiều thời gian. Khoảng niên hiệu Chính Long Bảo Ứng 1163 và 1173, lúc thiền sư Bảo Giác sắp tịch có nói: sanh, già, bệnh, chết là việc thường của người đời, riêng ta há lại khỏi sao? Sư liền hỏi: ngày nay tôn đức thế nào? Bảo Giác cười nói kệ: vạn pháp quy không vô khả y, quy tịch chân như mục tiền ki, đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ, thủy tâm thủy nguyệt dẫn tâm nghì. Cái chữ thủy tâm thủy nguyệt thì đúng là thủy thủy tâm nguyệt dẫn dẫn tâm nghì, thủy thủy tâm nguyệt dẫn tâm nghì. Mà ở đây hơi lộn chút thì chúng tôi dịch: muôn pháp về không, không thể nương, chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bóng nguyệt bạch nghĩ lường. Nói xong Bảo Giác truyền tâm ấn cho sư. Từ đây tùy phương giáo hóa, dần dần đến chùa Quốc Thanh trên núi Linh Bí ở An Phủ. Sư bèn dừng lại trụ trì. Sư ở đây cấm túc 6 năm, chuyên tu hạnh Đầu Đà. Quan Châu Mục tên là Phạm Từ, nghe danh đức rất quý mến,
đến ra mắt và kính lễ, ông phát tâm thỉnh sư đúc hồng chung để lại sơn môn. Đây là một đoạn giải thích cho quý vị thấy cái chỗ chân thật của đạo. Khi mà thiền sư Bảo Giác sắp tịch nói sanh, già, bệnh, chết là việc thường của người đời, riêng ta há lại khỏi sao? Bây giờ quý vị thấy sinh, già, bệnh, chết là việc thường hay là việc đáng sợ? Thường hay sợ? Sanh thì thường, già là thường, bệnh là thường, mà chết sợ quá, phải không? Có người nào không sợ không? Như vậy thì các thiền sư nói sanh, già, bệnh, chết là việc thường, mà chúng ta thấy sanh, già, bệnh, chết, sanh thì chịu lắm, già, bệnh thì cũng không tránh được, chấp nhận. Mà có cái chết thì không ai chấp nhận hết, phải không? Không chấp nhận mà có tránh được không? Như vậy không chấp nhận mà tránh không được thì khi chết đến phải làm sao, xử sự thế nào cho hợp? Quý vị có thể trả lời một câu mạnh mẽ coi, khi chết đến phải làm sao? Phải khóc và phải cười. Đó là cái câu nói. Đã là thường thì sanh thường, dạ, à, thường, bệnh thường thì chết cũng phải thường chứ. Mà tại sao chấp nhận có ba cái thứ tư không chịu chấp nhận, rồi khóc, rồi la, đủ thứ hết. Như vậy là chúng ta không thấy nó thường nữa. Mà cái gì biết nó là việc thường thì chúng ta không có lấy làm lạ. À, không lấy làm lạ thì khi nó đến phải sao? Nếu khi sanh ra có được đứa bé thì trong gia đình mừng đó. Thì khi mà hết duyên ra đi thì phải sao? Thì cũng mừng vậy thôi đó. Chứ cái này sinh thì mừng mà tử thì la đó. Kêu khóc đủ thứ hết. Mà chuyện không thể tránh được mà cứ sợ, cứ hoảng hốt lên thì đó là mình thông minh không? Chắc thiếu thông minh rồi. Vậy thì Phật tử chúng ta phải can đảm, khi mà sắp chết thì cười mà chết cho bà con người ta vui, phải không? Chứ còn chừng đó mình khóc quá rồi ai cũng khổ, mình sợ, mình hoảng hốt thì cái người sống mà cũng sợ, cũng hoảng hốt theo. Cho nên đúng ra thì tới đó cười mà đi thì như vậy là hay, như vậy là mình bớt khổ. Cái này nhóng nhóng nó lên. Thì Ngài hỏi, ngày nay tôn đức thế nào? Thì Ngài Thiền Sư Bảo Giác đáp rằng, muôn pháp về không, không thể nương, chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bóng nguyệt mặt nghĩ lường. Đó, quý vị nghe, đối với Ngài, sự chết Ngài thấy sao? Nói rằng muôn pháp về không, không thể nương, tức là muôn pháp nó đều ở trong bốn tướng. Nếu là người, là những con thú thì sinh, già, bệnh, chết. Còn như cái cây cối thì nó cũng bị bốn tướng vô thường mà sanh diệt, như là thanh, rượu, hoại, không đó. Như vậy thì cái gì cũng rồi đi tới cái chỗ không. Mà đã đi tới chỗ không thì cái đó là chuyện
nó không ai tránh được, không một pháp nào vượt ra khỏi cái chỗ đó. Chỉ có một cái hệ trọng là khi tới đó rồi mình còn cái gì không? Nếu mình không biết tu thì bỏ cái thân này bị nghiệp nó dẫn đi luân hồi trong lục đạo. Còn nếu người biết tu thấy rõ khi cái thân này bại hoại thì cái chân như lặng lẽ hiện ra một cách tỏ tường, mất cái tướng vô thường bại hoại thì cái chân thật là chân như đó, nó hiện rõ ràng chứ không có hết, không có mất. Như vậy thì người tu khác với người đời ở chỗ nào? Người đời khi nhắm mắt thì nghiệp nó dẫn đi trong lục đạo. Nếu lành thì đi sanh cõi người Atula, cõi trời. Nếu dữ thì nó dẫn đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy thì bị nghiệp lôi dẫn đi sinh tử. Còn nếu người đạt đạo rồi thì cái thân này bại hoại, lúc đó chúng ta liền hiện cái chân như lặng lẽ. Chân như là cái tâm thể không sanh, không diệt của chính mình, nó hiện ra rõ ràng chứ không có thiếu, không có mất. Thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, cái chỗ nguồn tâm chân như đó mình đã thấu tột, nhưng mà chỉ bài cho mọi người thì chỉ không được, chỉ không có thấy được. Chỉ như là nước tâm bóng nguyệt mặt nghĩ lường, như là cái mặt trăng ở dưới đáy nước, thấy thì thấy đó mà không có thế nào mà suy gẫm nó là thiệt hay là giả, là có hay là không được. Cho nên không thể nghĩ lường. Đó là một bài kệ để nói lên khi sắp tịch. Từ đây tùy phương giáo hóa dành đến chùa Quốc Thanh, ngài đi giáo hóa rồi được Phật tử ủng hộ, Đúc Hồng Chung vân vân. Sau sư trở về làng cũ trùng tu lại chùa Quảng Thánh và quyên tiền đúc chuông, mua trống, dựng bia, sư trụ luôn ở đây thu nhận môn đồ giáo hóa. Có vị tăng hỏi thế nào là Phật lý, sư đáp: người ta, sư thường bảo tánh của tâm chính là tánh của Như Lai Tạng Tâm, thế nên tự tánh tâm thanh tịnh vậy. Đến ngày 7 tháng 7 niên hiệu Trị Bình Long Ứng thứ 3 1007 sắp tịch, sư nói kệ: thử thời thuyết đạo hãng tri âm, chỉ vị như tư tán đạo tâm, hề tự tợ tử kỳ đa sẵn sắm, thính lai bất đạt bá nhân cầm, dịch thời nay giảng đạo hiếm tri âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Nào giống tử kỳ nghe nhạc giỏi, nghe qua suốt cả bá nha cầm. À, lại nói một bài kệ nữa: thu lai lương khí sản hung khâm, bác đấu tài cao đối nguyệt ngâm, kham tiếu thiền gia si độn khách, vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm, dịch thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dong, cửa thiền những thẹn người si độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Nói xong sư ngồi kiết già thị tịch. Đây là một đoạn chót của đời ngài. Trước hết vị tăng hỏi thế nào là Phật lý, ngài đáp: người ta. Như vậy Phật lý là ông, là tôi. Là sao? Lẽ ra nói Phật lý là quyền nhị, là sâu màu, quyền nhiệm sâu màu, phải không?
nói cái gì nó cao xa. Này hỏi Phật lý nó, ông, tôi đó, chỉ ông, chỉ tôi, đó là Phật lý. Nghe coi như nó lạc lẽo làm sao, phải không? Nhưng mà quý vị thấy nó lạc lẽo không? Tại sao mà chúng ta nghe cái câu đó không hiểu gì hết? Là bởi vì chúng ta cứ nghĩ mình là phàm phu, phải không? Người kia cũng là phàm phu, thì Phật lý đâu có trong cái kẻ phàm phu này. Nhưng với con mắt của thiền sư, thấy mọi người đều sẵn có Phật, có tánh giác, không ai thiếu. Mà mình có, người có, thì như vậy Phật lý ở đâu? Ở nơi mình, nơi người, chứ có xa xôi gì, phải không? Vậy mà đi tìm Phật lý ở đâu? Trên non, trên núi, phải không? Trên mây, trên trời xanh, mà không tìm ngay nơi con người. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta. Bây giờ Ngài thường nói, tánh của tâm chính là tánh của Như Lai Tạng Tâm. Thế nên tự tánh tâm thanh tịnh vậy. Cái tánh của cái tâm sinh diệt là cái Như Lai Tạng Tâm đó, chứ không có gì khác. Bởi vậy tôi thường ví dụ, tôi nói cái Như Lai Tạng Tâm hay là cái chân như, như là nước ở ngoài biển, còn cái tâm sinh diệt của mình như sóng nổi ở trên mặt biển. Thì như vậy sóng nó có khác nước không? Nhưng mà khi sóng nổi thì mặt biển sao? Khi sóng nổi lên thì chúng ta chỉ thấy sóng mà không thấy mặt biển phẳng, phải không? Mà muốn thấy mặt biển phẳng, bao giờ sóng nó lặn xuống mới thấy được mặt biển. Chứ còn nhìn từng lượng sóng, chỉ lượng sóng A là mặt biển, lượng sóng B là mặt biển, được không? Mặt biển nó đâu có như vậy. Nhưng mà sóng không rời mặt biển. Cũng như vậy, tâm chúng ta nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy, đủ thứ nghĩ, thì cái tâm đó là cái tâm sinh diệt. Ngay cái tâm sinh diệt đó, nó đã có cái thể chân tâm bất sanh bất diệt ngầm ở trong. Mà chúng ta cứ chạy theo cái tâm sinh diệt, rồi ngày này tháng nọ tạo nghiệp phải luân hồi. Chúng ta lặn được cái tâm sinh diệt đó thì chúng ta mới thoát ly sinh tử, phải không? Như vậy thì Phật dạy các vị thiền sư hay là các vị tu tịnh độ đều muốn ra khỏi sinh tử thì phải sao? Phải dừng lặng cái tâm sinh diệt đó, phải không? Vì vậy mà chúng ta phải ngồi thiền để làm gì? Để cho cái tâm sinh diệt nó lặng, nó dừng lại, tâm không sanh diệt nó hiện ra, thì đó là thoát ly sinh tử. Niệm Phật, niệm cho tới nhất tâm, tức là hết loạn rồi, cái tâm sinh diệt lặng rồi, thì chừng đó mới thấy Phật Di Đà đó, phải không? Vậy mà bây giờ chúng ta cứ niệm dối dối à, chờ Phật đón. Niệm sơ sơ mà muốn Phật đón, mà lỡ Phật không đón biết lúc đó đi đâu đó. Cho nên muốn, trong kinh nói, quý vị nhớ câu đó không? Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược cho tới tam nhược, tứ nhược, thất nhược, nhất tâm bất loạn đó. Thì như vậy lâm chung thì Phật A Di Đà và thánh chúng mới hiện tại trước, thì phải nhất tâm bất loạn Phật mới hiện. Mình bây giờ dối dối mình đòi Phật hiện đón mình, không biết Phật chịu đón không đó. Đó, như vậy thì chúng ta tu để thoát ly sinh tử thì phải dừng cái tâm tạo nghiệp. Tâm nghĩ thiện, tâm nghĩ ác, đó là tâm tạo nghiệp. Bởi vì thiện thì tạo nghiệp lành, ác thì tạo nghiệp dữ, mà từ tạo nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử. Như vậy thì chỉ những cái tâm đó nó lặng thì cái tâm không sanh tử nó hiện tiền,
Bởi vậy cho nên tánh của tâm, tức là tâm không sinh tử, nó lặng ngầm như là mặt biển, còn sóng là cái nổi ở trên. Cái nổi trên nó lặng xuống thì mặt biển hiện tiền, không có mất mát chút nào hết. Như vậy mình tu là từ cái tạm bợ hư giả mình tìm ra cái chân thật. Như vậy thì chúng ta hiểu được thế gian thường nói đạo Phật là cái đạo xuất thế, phải không? Xuất thế là chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Xuất thế là mình đi ra khỏi tất cả trần gian này, phải không? Mà ra khỏi trần gian thì sống được không? Như vậy thì đạo Phật là đạo xuất thế. Xuất thế ở chỗ thế tục hay là thế tình, chỉ biết những cái tướng sinh diệt, chấp lấy nó làm mình. Đó. Chấp cái thân sinh diệt làm mình, chấp cái tâm sinh diệt làm mình. Vì vậy mà rồi cứ lẩn quẩn trong dòng thế tục, bỏ nơi này đến nơi kia trầm luân mãi mãi. Còn người tu là phải ra khỏi cái dòng thế tục đó, cho nên không có chấp nhận thân này là thiệt, không chấp nhận tâm sinh diệt đó là thiệt. Phải cho nó lặng, nó dừng. Nó dừng cái đó để cái không sinh diệt nó hiện tiền. Và cái không sinh diệt đó mới là thoát khỏi trần tục, khỏi luân hồi. Phải không? Xuất thế là chỗ đó đó. Chứ không phải chạy lên non lên núi gọi là xuất thế. Trốn ở đâu cũng chưa phải xuất thế hết. Chỉ ngay đây mà dừng được cái tâm sinh diệt, tâm tạo nghiệp thì chúng ta xuất thế. Đó. Như vậy thì cái chỗ cao siêu của đạo Phật không phải ngoài cái dòng thế tục, mà có ngay cái thân phàm trần của mình, phàm tục của mình, nó đã có cái xuất thế trong rồi. Hiểu vậy thì đạo Phật là cái đạo xa vời viễn vong hay là nó thực tế? Thực là nó thực tế 100%. Đâu có phải mình tìm ở đâu, đâu phải cầu chỗ nào, ngay nơi mình, con người mình, mà mình phân tìm giảng trạch cái gì là chân, cái gì là vọng, cái nào là thật, cái nào là hư, phải không? Bỏ cái hư, bỏ cái vọng, sống với cái thật, đó là viễn vong xa vời hay là thực tế 100%. Đó. Vậy mà có nhiều người nói với người tu nó tưởng tượng xa vời, không thiếu thực tế, phải không? Thực tế là cái gì? Là lo cho cái thân mà sớm còn tối mất này, cho đó là thực tế, phải không? Còn cái vĩnh viễn không mất lại quên đi. Vì ai thực tế hơn ai? Người tìm cho ra cái vĩnh viễn bất sanh bất diệt của mình, không thèm bị cái sinh diệt chi phối, thì người đó có thực tế không? Đó, chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật phải hiểu, phải thấu đáo thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Còn không hiểu, không thấu đáo cái đó, cứ ngồi đây mà mơ ước cực lạc rồi đó, thì người ta nói mình viễn vong là phải, phải không? Vì cực lạc mình không thấy. Mà bây giờ người ta cũng chưa có biết nằm ở chỗ nào, ra sao, thì bây giờ mình mơ ước cái đó, cái mình không thấy, không biết. Ví dụ hỏi quý vị niệm Phật sanh về cực lạc, thì cực lạc ở ngay chỗ nào, cách đây bao nhiêu, đi đường ra sao, đi bằng cách nào, thì trả lời sao? Không biết, chỉ nghe trong kinh nói tin vậy thôi. Còn ngay đây mình tu, cái tâm nào sinh diệt, cái thân nào sinh diệt, thân sinh diệt biết rõ là sinh diệt, cái tâm sinh diệt biết rõ là tâm sinh diệt, ngay cái sinh diệt đó có cái chân thật, mình biết có cái chân thật, thì bỏ cái sinh diệt, mình sống chân thật thì giải thoát sinh tử. Nó cụ thể, không có phải chạy tìm ở đâu, không mơ tưởng nơi nào hết, phải không? Thì có thực tế chưa? Như vậy thì đạo Phật quá ư là thực tế.
Nhưng mà cái thực tế đó nó thoát ra ngoài cái thấy nghe tầm thường của con người, cho nên người ta tưởng như nó là xa vời, nó là cao siêu, nó là phi thường. Chứ sự thực nó rất là chân thật, rất là bình thường. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái quan trọng của người tu theo đạo Phật. Nhưng mà hồi thế kỷ, đầu thế kỷ thứ 3, thứ 13, mà một vị thiền sư đã than thở, tức là ngài tỉnh giới, ngài than thở: thời nay giảng đạo hiếm tri âm. Hiếm tri âm là sao? Mình giảng mà không ai chịu nghe hết trơn. Đó là ít có người tri âm với mình. Chỉ bởi vì người mất đạo tâm, người ta sở dĩ không nghe đó là vì thiếu đạo tâm. Nào giống Tử Kỳ nghe nhạc giỏi, nghe qua suốt cả Bá Nha Cầm, không ai được như Tử Kỳ khéo nghe nhạc của Bá Nha. Hai người đều thông cảm thành bạn tri âm. Còn bây giờ giảng khô cổ mà không ai tri âm hết, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì nghe rồi thì về cũng như cũ, như xưa, phải không? Tới nghe thì cũng hiểu hiểu một chút, nhưng mà về rồi thì mọi việc đâu vào đấy hết trơn. Nó không có cái gì mà tiến lên, cái gì mà thấu suốt để mình làm cái chỗ căn cứ vững vàng tu hành. Thì đó, nghe rồi thì nghe mà không có làm được cái gì hết. Tri âm chưa? Bởi vậy thì ngày nay Phật tử tăng ni nghe thì đông thật đó, cũng mừng, dường như là nhiều tri âm lắm. Nhưng mà mừng mà về cái rồi đâu vào đó cái mất tri âm. Như vậy thì ai dám tự trả lời rằng tôi sẽ là người tri âm? Có không? Im lặng, không ai lên tiếng hết. Phải như vậy cả một hội trường đông đảo mà chưa có tri âm đó. Đó là cái chỗ mà người xưa đã than. Rồi ngài còn nói thêm một bài nữa: thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dong, cửa thiền những thẹn người si độn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Ngài nói mùa thu về thì nó mát mẻ, trong lòng nó khoan khoái, thích. Nhưng mà những người có cái tài cao bắt tám đấu đó, thì những người đó gặp cái hoàn cảnh này thì ca hát thông dong, còn mình bất tài quá thành không có ca hát gì được. Cho nên ở trong cửa thiền mà những thẹn, mình là kẻ si độn, không biết lấy cái câu gì để mà truyền tâm cho ta hiểu đó. Thì đó là hai cái bài kệ này nói lên cái lòng băn khoăn của ngài. Mình thấy được đạo, muốn chỉ cho người ta thấy mà không ai thấy hết trơn, phải không? Không biết đem cái lời gì, cách nào chỉ cho người ta thấy được. Thì đó, cho nên ngài cảm thấy ngài thua, ngài không làm được cái gì cho đạo đó, bởi vì không có tri âm. Thì bây giờ tất cả quý Phật tử thấy, từ thế kỷ thứ 10, đầu thứ 13 cho tới bây giờ mình đầu thế kỷ thứ 21 mà mình đi nghe pháp, mình có tri âm không? Chắc hơi khắc khá một chút rồi, phải không? Giờ không tri âm trọn vẹn chứ cũng được phần nào, phần nữa. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ là những người tri âm tri kỷ của chúng tôi. Vì chúng tôi nói, quý vị hưởng ứng, quý vị chịu nghe, phải không? Rồi mai kia quý vị lại chịu tu nữa, thì đó tương đối cũng là tri âm rồi. Thì như vậy tôi chắc không có than thở như ngài đâu, phải không? Khỏi than thở. Nhưng mà muốn tôi khỏi than thở thì quý vị phải là tri âm mới được nghe.
Đó, đó là cái sự nhắc nhở cho quý vị nhớ. Và tới một thiền sư nữa là thiền sư Quảng Nghiêm. Ngài sinh năm 1121, tịch năm 1190, đời thứ 11, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê huyện Đan Phượng, mồ côi từ thuở bé, theo học Phật Pháp với người cậu là thầy Bảo Nhạc. Sau khi thầy Nhạc qua đời, sư đi hành khước bốn phương, viếng khắp các nơi thiền tứ, nghe thiền sư Trí, thiền sư Trí Thiền giáo hóa ở chùa Phúc Thắng, hạt Điển Lãnh, sư liền đến đây tham vấn. Một hôm nhân nghe Trí Thiền giảng ngữ lục của ngài Tuyết Đậu, đến chỗ Đạo Ngô và Tiệm Nguyên, đến nhà người điếu tang đối đáp về vấn đề sanh tử. Sư có sở đắc liền hỏi: một câu thoại đầu ấy người xưa nói ở trong sanh tử lại có lý hay không? Trí Thiền đáp: ngươi nhận được lý này chăng? Thế nào là lý không sanh tử? Chỉ ở trong sanh tử khéo nhận lấy. Hỏi: đạt vô sanh bảo ngươi đạt vô sanh rồi, vậy thì tự liễu. Ngay câu nói này sư càng thấu suốt, lại hỏi: làm sao bảo nhậm, tức là gìn giữ? Thầy bảo: đã liễu ngộ lại đồng chưa liễu. Sư sụp xuống lại. Đây là một đoạn rất quan trọng. Thiền sư Quảng Nghiêm là một vị mà chúng ta thấy rằng con người mồ côi từ nhỏ, tức là cái cuộc đời nó cũng gian nan lắm, nhưng được học đạo với một vị thầy Bảo Nhạc, rồi sau này mới đi tìm kiếm để mà học thêm, gặp thiền sư Trí Thiền giảng ngữ lục, ngài liền thấu hiểu được. Trong ngữ lục có kể chuyện ngài Đạo Ngô với ngài Tiệm Nguyên khi đi đám tang, thì câu chuyện ở trong sử kể thế này: người Đạo Ngô, ngài Đạo Ngô là thầy, Tiểu Nguyên là học trò, là đệ tử. Người đi đám tang của người đàn Việt, tức là Phật tử. Thì khi đi đám Ngô, đi đám ma, thì ngài Đạo Ngô và Tiểu Nguyên hai thầy đứng hai bên quan tài, rồi mới dỗ quan tài hỏi: sanh ư, tử ư? Tức là ngài Tiểu Nguyên hỏi: như vậy là sanh hay là tử? Rồi ngài Đạo Ngô trả lời: sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Sanh không nói, tử cũng không nói. Thì ông nói: thầy phải nói cho con. Nó không nói, không nói. Cái rồi hai thầy trò đi về, dọc đường ông tức quá, ông ấm ức trong lòng. Tại sao chết nằm trong quan tài hỏi sanh hay là tử mà thầy không nói? Thì ngài Tiểu Nguyên liền chặn thầy lại: bây giờ thầy phải nói cho con là sanh hay là tử. Nếu thầy không nói con đánh thầy đó. Bạo vậy đó. Thì ông thầy nói: không nói, không nói. Ông thoai thầy một thoai. Thoai thầy một thoai. Cái đi về gần tới chùa thì ông thầy, ông Đạo Ngô ông bảo: thôi ngươi nên đi tìm nơi khác ở, chứ ở đây mà tri sự biết chuyện này thì nó sẽ hành ông ạ. Ngài biết lỗi rồi, thế thôi ngài từ giá thầy ngài đi. Như vậy tại sao hỏi sanh hay tử? Chuyện đơn giản quá thì nó tử chứ sanh gì, phải không? Mà ngài Đạo Ngô không nói, không nói cho tới bị đánh mà cũng không nói, không nói. Thì đó là tại sao? Bởi vì trong nhà thiền luôn luôn chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu đứng về mặt luân hồi mà nói thì sanh tử nó không có kết thúc, phải không? Chết
thì gọi đó là tử, nhưng mà chết rồi sẽ sanh nơi khác thì sanh. Như vậy tử hay sanh? Tử là chẳng này rồi sẽ sanh chỗ khác. Rồi như vậy sanh không rõ, mà tử không rõ, cứ liên miên chết rồi sanh, sanh tử rồi sanh, sanh rồi tử, liên miên không dừng. Thì nói sao? Chứ đâu phải tử là một lần chấm dứt. Đó là nói theo cái lý luân hồi. Còn đứng về mặt thiền tông á, thì không có hai bên, còn thấy sinh, còn thấy tử là còn thấy đối đãi. Còn thấy sinh là thiệt, tử là thiệt. Chỗ chân thật đó nó không có cái thiệt sanh, thiệt tử, chỉ là một chặng đường ngắn vậy thôi, rồi tiến tới. Như vậy thì trên cái sanh tử đó nó không có cái gì thiệt hết. Sanh không thiệt, tử không thiệt, thì làm sao xác định sanh hay là tử? Nó chỉ khi nào mình đạt được cái chỗ chân thật cứu kính thì cái đó không có sanh tử. Như vậy thì nói để cho ngài phương tiện đánh thức người học trò, mà cái phương tiện đó nó mạnh quá, người học trò ông tức, ông học trò này cũng bạo lắm. Nếu mà không nói đánh thầy, mà thầy chấp nhận được, đánh thì cứ đánh, ông đánh thiệt. Như vậy, nhưng người sau rồi tới một lúc nào cái ông ngộ, ngộ được cái câu đó về, ông mới tìm thầy, ông sám hối, mà ông thầy ông tịch. Rồi chừng đó ông mới đi tìm đệ tử của thầy để mà trình bày sở ngộ của mình. Như vậy mới thấy rằng cái chỗ thiết yếu của người tu là phải qua hết những cái đối đãi, không còn chấp nữa. Đó, cho nên ở đây nói một câu thoại đầu ấy, tức là không nói sanh hay tử đó, người xưa nói ở trong sanh tử lại có lý hay không? Thiền, trí thiền đáp: ngươi nhận được lý này chăng? Hỏi có lý hay không? Hỏi ngươi nhận được hay không? Đó, thì ngài nói thế nào là lý không sanh tử? Thì thầy bảo chỉ trong sanh tử khéo nhận lấy. Lý không sanh tử nó không ngoài cái thân sanh tử, phải không? Ngay trong thân sanh tử mà nhận lấy cái lý không sanh tử. Hỏi đạt vô, thì ngài nói rằng con đạt vô sanh rồi. Nói vậy thì tự liễu, tức là vậy thì tự nhận, tự ngộ. Ngay câu nói này sư càng thấu suốt, lại hỏi làm sao bảo nhậm, tức là gìn giữ. Thì ông thầy bảo đã liễu ngộ lại đồng chưa ngộ, đó là gìn giữ. Mình đạt được cái tâm không sanh không diệt sẵn ở mình rồi thì đó là liễu ngộ. Nhưng mà muốn sống được cái tâm đó thì phải sao? Đã liễu ngộ lại đồng chưa ngộ, nghe giống như chưa ngộ thì cái đó nó sẵn hồi xưa giờ, đâu phải là cái mới. Mà phải như vậy, biết như vậy luôn luôn thì mới gọi là người sống được với nó. Còn nếu mình liễu ngộ rồi, rồi ca ngợi tán thán ta là Bồ Tát, là Phật vân vân, thì cái đó là cái không phải. Vì vậy cho nên đã liễu ngộ lại đồng chưa ngộ, thấy cái sẵn có của mình thì đó là tự mình bảo vệ gìn giữ nó, chứ không có quá tự mừng rồi sanh kiêu mạn vân vân. Suy sụp xuống lại: từ đây tiếng sư vang khắp Tùng Lâm, trước sư có đến chùa Thánh Ân ở làng Siêu Loại, dừng trụ binh bộ thượng thơ Phùng Giáng Tường, nghe danh kính mộ, thỉnh sư về trụ trì chùa Tịnh Quả do chính ông lập. Nơi đây sư liền xiển dương tông chỉ, thiền giả đến học đều được lợi ích. Một hôm đệ tử nhập thất là Thường Chiếu đem kinh Kim Cang hỏi: pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư, là ấy là pháp gì? Sư đáp: ngươi chớ quỷ bán Như Lai. Ngài hỏi: hòa thượng chớ quỷ bán kinh. Thì ngài bảo: kinh này là ai nói? Hòa thượng chớ đùa với con, đâu phải
đâu không phải là Phật nói sao? Ngài bảo, nếu là Phật nói gì sao trong kinh lại nói, nếu nói Như Lai có nói pháp, tức là quỷ bán Phật, thường chiếu không đáp được. Đó, cái chỗ này nhiều người thắc mắc. Bởi vì Ngài thường chiếu thì Ngài chuyên trì Kinh Kim Cang, mà trong Kinh Kim Cang nói pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư. Nà, pháp không thật không hư, thì Ngài thường chiếu mới hỏi Thầy, pháp không thật không hư ấy là pháp gì? Nà, thì Ngài đáp, ngươi chớ quỷ bán Như Lai. Hỏi pháp gì thì Ngài nói chớ quỷ bán Như Lai. Thường chiếu bảo, Hòa Thượng chớ quỷ bán kinh. Như vậy thì kinh rõ ràng, tại sao Hòa Thượng lại nói vậy? Thì Ngài nói, kinh này là ai nói? Đó. Thì Ngài thường chiếu không còn nghi ngờ gì nữa hết. Hòa Thượng chớ đùa với con, đâu không phải là Phật nói sao? Đó. Thì Ngài liền dẫn Kinh Kim Cang có đoạn Phật nói rằng, nếu là Phật nói, vì sao trong kinh lại nói, nếu nói Như Lai có pháp nói, có nói pháp, tức là quỷ bán Phật. Như vậy nói Phật nói, tại sao Phật lại nói rằng, nói nếu mà người nào nói Như Lai có nói pháp, tức là quỷ bán Phật, thì Ngài thường chiếu bi. Thì quý vị thấy nó lạ lùng chưa? Ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy cái kỳ đặc này. Nói rằng trong Kinh Kim Cang nói pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư. Pháp của Phật được, nó không thật không hư. Tại sao vậy? Nếu thấy thật thấy hư là hai, mà hai là đối đãi, đối đãi là sinh diệt. Cho nên cái pháp của Phật là pháp không còn đối đãi, không còn sinh diệt. Vì vậy mà nói không thật không hư. Nhưng mà đã nói không thật không hư mà ổng còn hỏi là pháp gì? Là pháp gì? Thì Ngài nói, ngươi chớ quỷ bán Như Lai. Nếu còn một pháp thật, pháp gì tức là pháp thật, thì đó là quỷ bán Phật rồi. Thì Ngài thường chiếu lại nói, Hòa Thượng chớ quỷ bán kinh, kinh nói rõ ràng, sao Hòa Thượng lại nói vậy? Đó. Thì Ngài liền đặt câu hỏi lại, kinh này là ai nói? Thì Ngài thường chiếu lại càng mạnh dạn hơn, Hòa Thượng chớ đùa với con, đâu không phải là Phật nói. Phật nói cho ai nói? Giả sử hỏi mình cũng trả lời thế thôi, phải không? Kinh này là Phật nói. Nhưng mà dẫn câu chót trong kinh, nếu nói Như Lai có nói pháp, tức là quỷ bán Phật. Tại sao mà Phật nói đã đời, cuối cùng Phật chối, Phật không có nói, phải không? Nếu mà nói Phật nói pháp là quỷ bán Phật, lạ lùng như vậy. Bởi vì chúng ta phải thấy tường tận rằng cái chỗ cứu kín chân thật là cái không có ngôn ngữ, không có luận bàn. Nếu còn ngôn ngữ, luận bàn đều là phương tiện, chứ không phải là cứu kín, phải không? Vì vậy mà đạt tới chỗ cứu kín đó, không còn nói, không còn bàn. Cũng như thường trong kinh Viên Giác hay nói, nghĩa là như người lấy tay chỉ mặt trăng. Khi người ta thấy mặt trăng rồi thì cái tay sao? Vô ích, phải không? Chứ nó không phải là thật. Cái ngón tay chỉ là phương tiện, chỉ để người ta nương ngón tay mà thấy mặt trăng. Mà thấy được mặt trăng là chỗ cứu kính rồi thì phương tiện phải bỏ. Phật nói pháp là phương tiện. Nhưng mà khi mình đạt đến chỗ cứu kính rồi, phương tiện phải bỏ. Mà chấp cái phương tiện làm cứu kính, đó là mất cái cứu kính. Cho nên nói rằng cuối cùng, nếu mà nói Như Lai có nói pháp, thì đó là cho cái pháp là thực, thì đó là quỷ bán Phật. Thì chỗ này Ngài thường chiếu, Ngài bí. Có vị tăng hỏi, thế nào là pháp thân? Sư đáp, pháp thân vốn không tướng. Hỏi thế nào là bát nhã? Đáp, bát nhã không hình. Hỏi thế nào là cảnh tịnh quả? Đáp, cây thâm cây thu bên ngôi mộ xưa. Hỏi thế nào là người trong cảnh? Đáp, một mình ngồi bịt miệng bình.
Hỏi chợt gặp Tri Âm làm sao tiếp? Đáp: tùy dương duyên nhướng mày đôi mắt, nhướng đôi mày. Hỏi thế nào là cháu chắc kiến sơ, là con Âu Tông? Đáp: người ngu ở nước Sở. Tăng không đáp được. Ở đây là một đoạn đối đáp cũng rất là kỳ đặc. Vị Tăng hỏi thế nào là pháp thân, thì Ngài đáp: pháp thân vốn không tướng. Đó. Bởi vì cái pháp thân là không có hình, không có tướng. Nếu có hình tướng thì pháp thân đó là sinh diệt, phải không? Có tướng là phải vô thường, có tướng là do duyên hợp, cho nên pháp thân là không tướng. Hỏi thế nào là bát nhã, thì Ngài đáp: bát nhã là không hình, bát nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ chân thật đó nó không có hình ảnh. Hỏi thế nào là cảnh tịnh quả, tức là cảnh của chùa Ngài ở đó, mà cũng là thầm nói lên cái chỗ chân thật của Ngài. Thế nào là cái chân thật của Ngài? Thì Ngài trả lời: cây thông, cây thu với ngô mộ xưa. Đó. Cây thông, cây thu, giống như mình ở đây nói cái dầu, cái sao ở bên ngôi mộ thôi. Như vậy thì cái chỗ chân thật của Ngài đó, nó không có cái gì là động, cái gì là quan trọng hết, mà nó chỉ là một cái ngôi mộ xưa với những cái cây cổ thọ ở xung quanh. Tức là cái chỗ tịch tỉnh, chỗ tịch tỉnh ấy thôi. Thế nào là người trong cảnh? Như vậy thì cái người trong cảnh đó làm sao? Thì Ngài nói: một mình ngồi bịt miệng bình. Một mình ngồi bịt miệng bình thì sao? Miệng bình là cái nào quý vị biết không? Cái mà tôi đưa nói om sòm đó. Cái đó là miệng bình đó. Ngồi lặng lẽ, không có lời, không có nói, không có diễn đạt gì hết. Đó là cái chỗ chân thật đó. Thì ông Tăng liền hỏi: chợt gặp Tri Âm làm sao tiếp? Nếu gặp Tri Âm tới làm sao tiếp người ta? Thì Ngài nói: tùy duyên nhướng đôi mày. Đó. Tùy duyên, dầu không nói nhưng gặp nhau nhướng đôi mày thì cũng biết thông cảm rồi, lựa là phải có nói, phải không? Đó. Hỏi thế ấy là cháu chắc kiến sơ, là con Âu Tông. Tức là như vậy là con Ngài là cháu chắc Ngài kiến sơ, là con của Ngài Âu Tông. Thì Ngài đáp: người ngu nước Sở. Người ngu nước Sở tức là người ở nước Sở ngu si, không biết gì. Thì Tăng tới đây kinh bí, đáp không được. Đến ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất, nhằm niên hiệu Thiên Tư Gia Thủy thứ 5 1190, sư sắp tịch liền nói kệ: ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh, nam nhi tự hữu xung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Nói kệ xong, sư chắp tay vui vẻ thị tịch, thọ 69 tuổi. Đoạn này nó có cái đặc biệt, khi mà Ngài sắp tịch, Ngài liền nói bài kệ. Đây là bản dịch: lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, được vô sanh sao nói vô sanh, làm trai có chí xong trời thẳm, chớ dẫm Như Lai vết đã hoa. Cái chỗ này là một cái chỗ mà nhiều người thắc mắc. Nói rằng lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, tức là ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ đó. Tại sao lìa cái tịch mới bàn câu tịch diệt? Bởi vì người tu có đi qua, có đạt được rồi thì nói, nó mới là lẽ thực. Chứ mình chưa có đi qua, chưa đạt được mà nói thì nó không có lẽ thực. Đó. Cho nên lìa tịch, được tịch rồi mà lìa nó, bước qua khỏi nó thì mới nói lại cái tịch diệt đó. Như vậy mình đã nếm được
phải không? Mình đã trải qua, nói thì mới có giá trị. Được vô sanh, sau nói vô sanh. Trước mình phải được vô sanh, rồi sau mình mới nói chuyện vô sanh. Chứ mình chưa biết vô sanh sao mà cứ nói ào ào hoài, thì cái vô sanh mình nói đó, nó có đúng, nó có thực được chưa? Bởi vậy nên tôi hồi xưa tôi có kể đó, tôi với thầy Quyền Vi đi giảng ở dưới Rạch Giá, dưới Kiên Giang đó, giảng cái khóa thứ hai của Phật học phổ thông, nói về tu chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tiến lên nữa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, phi tưởng xứ, thuộc lòng hết trơn, nói nghe được lắm. Rồi tới tu chứng từ tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, nói nghe được lắm. Thì giảng xong rồi cái hai huynh đệ ngồi uống nước trên cái bàn, một Phật tử mặc áo tràng nghiêm chỉnh tới quỳ trước, thưa hai thầy, hai thầy giảng những cái quả chứng của người tu con thích quá, mà thưa thầy, thầy đã chứng quả nào rồi? Một câu hỏi làm tôi điếng lên. Bởi vì mình chưa chứng, mình nói chứng thì phạm cái tội đại giọng ngữ đó. Bây giờ nói sao? Nói mình không có cái gì thì họ mất lòng tin. Bây giờ nói sao? Trường hợp đó tôi ngậm bồ hòn, nói không được. Thầy Quyền Vi ngồi bên, ông lẹ miệng, ông cứu bồ, ông nói: đã hiểu nên biết trong kinh dạy, tu chứng như người uống nước, lạnh nóng tự biết, làm sao nói cho được không nghe. Thì câu đó nó hay lắm, nó cứu được, nhưng mà hổ thẹn vô cùng. Nói để mà nói khỏa lấp thôi, cái sự thật mình chưa có cái gì hết. Bởi vậy cho nên sau đó, tức là tôi cứ rất là nao nao trong lòng hoài, không yên. Mình tu mà chưa có cái gì hết, mà giờ mình nói nghe thì hay, giảng nghe được lắm, mà ta hỏi cái mình nói không được. Nên tôi nói chính cái tôi hiểu, tôi học được, giống như là cái máy thâu vô băng rồi mình phát ra thôi, chứ chưa có cái gì của mình hết. Bởi vậy mà năm 1966 tôi xin từ giả, không có dạy học nữa, không đi giảng nữa, để đi tu. Đó mới là đi tu đó. Chứ mấy năm kia đi học chứ chưa có tu. Đó, thì như vậy mới thấy rằng cái lời người xưa dạy nó rất là rõ. Mình thấy cái đó, mình được cái đó, mình mới nói cái đó, thì nó mới là thật. Bởi vậy Ngài lại còn dùng hai câu sau: làm trai có chí sông trời thẳm. Mình là người nam nhi phải có cái chí vượt khỏi những cái trời đất này mới thường, chứ không phải thường. Chớ dẫm Như Lai vết đã qua, chứ đừng có đi theo cái vết của Đức Phật đã đi. Câu này nhiều người hoảng hốt. Mình tu là đi theo con đường của Phật, đường mòn của Phật đi qua, thì bây giờ mình đi theo đó mà tu, tại sao mà mình đừng có dẫm cái vết của Phật? Quý vị thấy lạ lùng chưa? Cho nên những người học kinh học luận, cái câu này không dám dịch, nói phải nói sao, nói dịch về sẽ tội lỗi. Tại sao mình là kẻ đi sau, là người học trò mà không đi theo vết của người trước? Như vậy mình tu đi theo ai? Phật mà mình không đi theo. Đó là cái chỗ kỳ đặc của nhà thiền. Bởi vì mình đã biết kinh luật luận là phương tiện của Phật nói, là phương tiện, mình phải thâm nhập được cái chỗ chân lý Phật chỉ, chứ đừng có kẹt ở phương tiện. Kẹt ở phương tiện đó là dẫm lên cái dấu, cái vết của người xưa, chứ không có đi tới chỗ cứu kính. Như vậy chẳng khác nào muốn nhìn mặt trăng
Mà khi thấy được mặt, nương ngón tay thấy được mặt trăng rồi mà sợ sẽ bỏ ngón tay, phải không? Cứ giữ ngón tay vài thì thấy được mặt trăng rõ không? Đó. Như vậy thì muốn thấy mặt trăng thì nương ngón tay, nhưng thấy mặt trăng rồi ngón tay phải bỏ. Đó. Không theo cái nếp của người xưa là vậy. Vì người xưa nói ghi lại thành kinh điển là cái phương tiện, là cái dấu vết. Mà mình đã đạt được cái lý đó rồi, còn phải đeo cái phương tiện đó làm gì? Phải không? Cho nên nghe thì như mình sức sượt vậy đó. Người quá trớn, muốn bỏ cả cái gì của Phật dạy. Nhưng mà sự thật đó là mình biết Phật dùng phương tiện chỉ cho mình thấy được cái chân thật của mình. Mà thấy được chân thật thì phải sống lại cái chân thật, chứ cứ bám vào phương tiện đó hoài thì làm sao thoát được cái phương tiện để thấy chân thật. Nên phải đi tới chỗ cứu kính đó mới được. Đó là cái câu rất là thấu đáo. Thôi, như vậy phần này giảng ba vị thiền sư xong rồi.